Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với mục nói và nghe trải nghiệm đáng nhớ. Yêu cầu thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình về hoạt động đó. Một, nói dựa vào dàn ý đã lập ở hoạt động viết. Em hãy thuật lại hoạt động trải nghiệm theo yêu cầu. Khi nói, cần thể hiện cảm xúc của mình qua giọng nói, cử chỉ, điệu bộ để người nghe cảm nhận được hoạt động trải nghiệm đó thực sự đáng nhớ đối với em. Để làm nổi bật nội dung của hoạt động trải nghiệm em đã tham gia, có thể kết hợp sử dụng hình ảnh, sơ đồ, đồ vật. Hai, trao đổi góp ý hoạt động được giới thiệu rõ thời gian, địa điểm, những người tham gia, nội dung các hoạt động đều thuật lại theo đúng trình tự. Suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của người nói được thể hiện qua lời nói, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ. Một, nói với người thân những trải nghiệm thú vị mà các bạn ở lớp đã chia sẻ. Hai, tìm đọc bài thơ, bài viết văn về những trải nghiệm trong cuộc sống giúp ta khôn lớn, trưởng thành. Khi mẹ vắng nhà của Trần Đăng Khoa, khúc đồng rau lấm lát của Cao Sơn, trên đồi mở mắt và bơ của Văn Thành Lê. Chúng ta cùng nhau đến câu trả lời của phần trải nghiệm đáng nhớ này như sau. Câu 1. Phương pháp giải, em dựa vào dàn ý đã lập ở hoạt động viết để nói. Lưu ý thể hiện cảm xúc và làm nổi bật nội dung của hoạt động. Lời giải chi tiết. Kỳ nghỉ hè năm nay em đã được có một chuyến về bổ ích cùng với các anh chị trong đoàn thanh niên. Đó là một chuyến hành tình nguyện dọn dẹp bờ biển. Điểm đến chuyến đi là chính là bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm đến nơi mọi người đã mệt nên quyết định đến khách sạn đặt phòng. Sau khi thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau di chuyển đến địa điểm thực hiện hoạt động. Chúng em phân tích thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên bờ biển, một nhóm phụ trách ra xa hơn để thu nhặt rác trên mặt nước, đặc biệt là các bồn nhựa. Em được giao nhiệm vụ nhặt rác trên bờ biển cùng với 9 bạn nữa. Đầu tiên, bọn em nhặt rác trên bãi cỏ gần bờ biển. Rác ở đây chủ yếu là cành cây, lá cây và một số vỏ bánh kẹo. Sau đó di chuyển đến bãi cát trắng. Ở đây có nhiều cành cây khô và các loại xác sinh vật biển. Cuối cùng là nhặt chai nước lọ thủy tinh nổi trôi nổi trên mặt nước gần bờ. Dù nắng nóng vất vả nhưng ai cũng rất vui vì được góp sức của mình đến giúp bờ biển sạch đẹp hơn. Sau nhiều tiếng lao động chăm chỉ, cuối cùng bờ biển đã được trở nên sạch sẽ. Không chỉ vậy, chúng ta còn quen được những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn có nhiều người tốt như chúng em. Những người đó, người có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh bãi biển. Chuyến đi này là một trải nghiệm đẹp với em. Nhờ có sự nhiệt tình của mọi người, bãi biển trở nên rất sạch đẹp. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều những chuyến đi thú vị bổ ích như vậy. Câu 2. Phương pháp giải. Em trao đổi với bạn và tiếp nhận góp ý. Và giải chi tiết. Em trao đổi với bạn và tiếp nhận góp ý. Về mặt vật dụng, câu 1. Phương pháp giải. Em lắng nghe các bạn chia sẻ và nói với người thân. Câu 2. Phương pháp giải. Em tìm đọc bài thơ và những trải nghiệm giúp ta khôn lớn, trưởng thành qua sách báo, internet. Lời giải chi tiết. Bài thơ Khi mẹ vắng nhà của Trần Đăng Khoa. Khi mẹ vắng nhà em luộc khoai. Khi mẹ vắng nhà em cùng chị giã gạo. Khi mẹ vắng nhà em thổi cơm. Khi mẹ vắng nhà em nhổ cỏ vườn.
Khi mẹ vắng nhà, em ra sân và quét cỏ. Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín. Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh. Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon. Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn. Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ. Mẹ bảo em, dạo này ngoan thế. Không, mẹ ơi, con đã ngoan đâu. Áo mẹ mưa bạc màu, đầu mẹ nắng cháy tóc. Mẹ ngày đêm khó nhọc, con chưa ngoan, chưa ngoan. Tác giả Trần Đăng Khoa. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh nhé.